Để cho đây mới xoay cái cho đấy còn dàn cửa đi. Tầm này cửa đi vẫn thoải mái mà. Cứ cho nó thoải mái. Nâng cái bếp lên đấy mà. Cho ra xác đi chống. Cho xác đi. À đâu đâu từ. Thế thôi, đi rùa giết con cua gạch anh ạ. Đây, cho đúng là vào dần cái lối ra. Đúng vào cái giữa cái chỗ lối còn cây nữa mà. Ừ cây nữa nhưng mà cái quay cái này ra này. Quay cái này ra. Cứ để nguyên đấy. Quay cái đấy đợi cho chiều dài ấy. Đợi chiều dài vững hơn là đợi của đấy. Đấy, xoay đây, sớm kéo. Đừng có vênh. Không vênh được. Đấy, đợi rồi. Xoay. Bố đùi. To mảnh gỗ đi bạn. Ôi trời, dưới đấy con cái gỗ to to đấy. Cứ to mảnh gỗ. Nhấc cái mảnh này hơi lên tí. Nhấc hơi lên. Nào, căng quá rồi. Căng quá rồi. Nhấc thì nó cũng nổi cái đấy là đúng cái tí nhưng nó nhạt lắm thì nó được. Đấy, thiếu bao nhiêu? Thiếu tí đi. Đã nghiêng cái viên gạch cái lên là được mà. Đéo lấy cái mảnh gỗ gỗ này. Lên mà bên dưới này thì nó đang thiếu cái gì? Đây vâng. Gập bao lại cho dưới đáy gạch. Gập bao lại cho dưới đáy bên gạch. Mảnh cũ mỏng đầy đi. Mảnh cứ đúng đi. Chống cái xẻng ấy. Chứ làm gì đóng cái này vào nó nữa. Nhùng lên đây rồi. Không vào. Thì lấy cái cũ mỏng đầy. Lên một tí là vào. Bên đấy vào. Mình ta vào nó có cái đầu với ở đâu từ từ mà cái quả đấy không được gì tí nó cắt xuống không đưa xuống cái gì chú đóng bố cho ta bằng cái nó bàn cái gì thì bên dưới nó mới kê được nó có gì nó cứ tay không rồi nó sấy nó có gì bên dưới cứ kê cái mặt kia là tay bằng nhau hết đâu rồi nó không hết làm sao rồi đấy bạn đấy cái nào xuống nó vẫn xuống bình thường đây ra mà xuống là nó vẫn xuống cả cái này nó vẫn